anh mời lên chụp hình với các bạn với chị Dung ạ. Cho nên là tôi cũng ngại để mà
mời cô ấy tới vì thấy là vừa công việc rồi vừa các sự kiện quá nhiều, là một cái gương mặt rất là đắt hàng của các nhãn hàng nữa. Nhưng mà khi tôi đăng thông tin trên Facebook cá nhân thì Hà Kiều Anh chủ động nhắn tin cho tôi, có nghĩa là tôi thấy những cái điều từ thiện nó lan tỏa một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Và thật sự là hôm nay qua cái sóng live stream thì tôi cũng xin lỗi tới những người bạn hoặc là những đối tác mà chúng tôi không mời đến hôm nay. Thật sự là chúng tôi cũng muốn mọi thứ nó nhẹ nhàng, và hôm nay chỉ là những người bạn rất thân, những người đã đi với nhau rất nhiều chuyến từ thiện thì sẽ thấu hiểu nhau hơn, ngồi lại với nhau. Và đến một lúc nào đó các bạn sẽ tự thấy cái xuất phát từ tâm nó có thể lan tỏa đến các bạn, thì các bạn và chúng ta sẽ tìm tới nhau. Phương châm của chúng tôi đó là thật sự chúng tôi cũng tự thấy mình không thể là đại dương và cũng không thể là biển cả hay cũng không thể là núi non gì cao lớn. Chúng tôi chỉ mong đợi mình là những cái dòng suối nhỏ len lỏi đâu đó và có thể mang đến những cái điều mát lành. Suối thì thật ra tôi cũng có băn khoăn là suối thì có thể sẽ cạn, nhưng mà suối từ tâm từ tim thì chắc chắn sẽ là không cạn. Cho nên là chúng tôi quyết định là lấy cái gì đó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ hy vọng là nó sẽ tồn tại lâu, tồn tại được len lỏi qua nhiều nơi hơn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay, những bạn bè có thể theo dõi qua livestream, và mong rằng là sẽ đồng hành cùng với chúng tôi, đồng hành cùng những cái chuyến từ thiện để cùng lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp cho xã hội. Và trong cái buổi ra mắt này thì chúng tôi cũng sẽ có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Thùy Linh và Đỗ Hà. Mỗi bạn cũng sẽ chia sẻ những cái điều mong đợi, những cái thông tin đến với cộng đồng của mình. Chắc là trước tiên là mời Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ngày hôm nay, điều đầu tiên thì cho phép Mỹ Linh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khách quý, các anh chị phóng viên báo chí đang có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay. Tại vì không có biết là hôm nay được phát biểu trước nhiều người như thế này nên là mình cũng không có sự chuẩn bị trước. Thật ra thì trong quá trình 5 năm kể từ ngày mà Mỹ Linh đăng quang cho đến giờ, nó là một cái khoảng thời gian Linh nghĩ là cũng khá là dài để Linh có thể có rất là nhiều những cái trải nghiệm, cái cơ hội để đi đến rất là nhiều. Hầu như là Linh đã đi hết tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam rồi. Và mỗi một nơi đến, mỗi một lần mình đi từ thiện thì Linh lại có cho mình những cái cảm xúc rất là riêng. Mọi người thì thường nhắc đến Linh với cả dự án cấp điện lên bản ở khu vai Yên Bái, nhưng mà ngoài dự án đấy ra thì Linh nghĩ rằng là Linh cùng với cả chị Dung đã đi rất là nhiều những địa phương, gặp rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn để có thể tận tay giúp đỡ, tận tay trao những cái phần quà yêu thương đến họ. Và mỗi một lần đi như vậy thì Linh cảm thấy rằng là tức là ban đầu khi mà đi từ thiện ý, nó là lời rủ dê của chị Dung đi, nhưng mà khi mà mình đi về thì mình thực sự có một cái cảm nhận, đấy là mình thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn, và mình thấy rằng là mình, những cái hành động của mình nó thật sự rất là ý nghĩa với những cái hoàn cảnh khó khăn ở thời điểm đó. Như chuyến đi miền Trung đợt vừa rồi là gần nhất khi mà có bão lũ, khi mà xem những cái hình ảnh ở trên TV, trên mạng internet thì nó đã là những cái hình ảnh rất là họ đã rất là khổ, rất là khó khăn rồi, nhưng mà khi mà tận nơi cả đoàn đến đấy thì mới có thể cảm nhận được những cái khó khăn, những cái gian khổ mà bà con miền Trung phải gánh chịu. Và qua đấy thì mình nghĩ rằng là mình càng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để có thể kêu gọi mọi người đóng góp và chia sẻ giúp đỡ bà con. Đó là một trong những cái dự án mà nó rất là nhỏ thôi, tại vì ngay bây giờ thì không nhớ là mình đã đi những cái chuyến nào rồi nên là không thể kể hết được. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là khi mà có câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm như thế này thì không chỉ Linh mà các chị em hậu Á hậu cùng với tất cả các anh chị ở đây, chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn những cơ hội để có thể sẻ chia và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn Đỗ Mỹ Linh, và chắc là tiếp theo là Lương Thị Linh, xin mời bạn. Lời đầu tiên cho phép Lương Thị Linh xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị khách quý cũng như là các anh chị phóng viên báo đài đang có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay.
Linh rất là vui khi mà nhận được lời mời của chị Phạm Kim Dung. Và thực ra là việc thành lập câu lạc bộ này cũng là một phần tương tư của không chỉ Linh mà còn của chị Đỗ Minh Linh, của Tiểu Vi và của Đỗ Hà nữa. Linh cảm thấy rất là may mắn khi mà Linh đăng quang Hoa hậu và có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, đặc biệt là những cái trải nghiệm mà mình có được trong những cái chuyến đi từ thiện. Linh cảm thấy là những chuyến đi từ thiện đấy không chỉ là Linh đi giúp người khác mà những người đó còn giúp lại Linh nữa, khiến cho Linh cảm thấy mình thực sự quá may mắn khi mà từ bé đến lớn được sống trong một điều kiện mà rất là đủ đầy, được bố mẹ lo cho. Và cảm thấy là mình đã quá trẻ con khi mà ngày bé thì cứ hay than vãn là tại sao mình không có cái này, cái nọ, cái kia như các bạn khác. Nhưng mà thực sự là những gì mà mình có ở thời điểm đó là những cái mà có rất nhiều người cả đời người ta mong muốn. Linh cảm thấy là câu lạc bộ này thành lập ra có một ý nghĩa rất là to lớn và rất là quan trọng. Như chị Kim Dung nói thì chúng tôi không phải là đại dương, không phải biển cả hay là núi non gì cả, chúng tôi chỉ là một dòng suối nhỏ. Nhưng mà Linh tin chắc rằng khi mà dòng suối nhỏ này được truyền thông rộng rãi hơn thì chắc chắn sẽ có những dòng suối khác có thể là gộp chung vào nhau để có thể đổ thành biển cả. Cảm ơn chia sẻ của Hoa hậu Lương Thị Linh. Và tiếp sau đây xin mời Hoa hậu Trần Tiểu Vi. Sau khi Vi đăng quang Hoa hậu thì Vi cũng như là chị Dung đã tạo cho Vi rất là nhiều cơ hội để mình tham gia nhiều chương trình về thiện nguyện. Và mình cảm khi mà tham gia nhiều chương trình về thiện nguyện thì Vi cảm thấy rằng là xung quanh của Vi còn rất là nhiều người kém may mắn hơn mình. Vì bản thân của mình là cũng đã được, cũng như Thùy Linh nói là cũng được cưng chiều từ nhỏ, có cái cuộc sống nó quá là đầy đủ nên là mình không thể hiểu được ở bên ngoài như thế nào. Nên khi mà đăng quang Hoa hậu thì Vi đã tiếp xúc và cũng có đi đây đó để mà mình làm thiện nguyện, thì mình thấy là xung quanh chúng ta có quá nhiều người kém may mắn hơn mình rất là nhiều. Nên là Vi cũng như là chị Dung và các bạn Hoa hậu đã ấp ủ cái chương trình này và quyết định là sẽ công bố. Và bên cạnh đó thì Tiểu Vi mong muốn rằng là cái chương trình này nó không chỉ là Vi cũng như là các bạn Hoa hậu ở đây mà còn được nhận sự chung tay giúp đỡ từ tất cả mọi người để mà có thể giúp đỡ nhiều hơn đến với hoàn cảnh khó khăn ạ. Cảm ơn chúng tôi và xin mời Đỗ Hà. Lần đầu tiên cho phép Hà xin được gửi lời chào đến quý vị khách quý cũng như là các anh chị phóng viên báo đài đang có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Thật sự là khi nhận được lời mời làm chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm thì chị Dung thì Hà đã cảm thấy rất là tự hào và xúc động. Và đặc biệt Hà xin cảm ơn đến Hoa hậu Việt Nam 2020 bởi vì đã cho Hà cơ hội để được tiếp xúc cũng như là được chạm gần đến những mảnh đất, những con người mà dễ bị tổn thương. Hai ngày vừa qua thì Hà đã có may mắn khi mà được khảo sát hai ngày tại huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Thật sự sẽ có nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là Hà có đang quá thiên vị về miền Trung không? Bởi vì là tại sao lần nào đi từ thiện cũng là ở miền Trung? Nhưng mà thực sự có một sự thật rằng miền Trung mọi người rất là khổ, cũng như đây là một mảnh đất dễ bị tổn thương nhất của đất nước ta. Chính vì thế mà đoàn Hoa hậu cũng như là Đỗ Hà đến đây để mang đến cho mọi người một dòng suối mát, một niềm tin, hy vọng của một cuộc sống tốt đẹp. Và mong là những dòng suối mát tiếp theo của đoàn Hoa hậu như của Đỗ Hà sẽ là một nguồn sức mạnh lớn cho mọi người để mọi người có thể vươn lên trong cuộc sống. Và đặc biệt, Hà đặc biệt quan tâm đến giáo dục. Chính vì thế mà khi quay lại trở về quê hương của mình, ban đầu thì Hà cũng chỉ muốn trao học bổng cho các bạn học sinh thôi. Nhưng mà sau đấy thì mình đã suy nghĩ là tại sao mình không làm một cái dự án hay là một cái quỹ gì đấy mà nó có thể đi xuyên suốt cuộc đời của mình cũng như là đi đến thật nhiều điểm trường và đến với nhiều hoàn cảnh hơn. Chính vì thế mà mình đã nói cái tâm tư của mình với chị Dung và sau đấy thì mọi người quyết định thành lập quỹ học bổng mang tên Đỗ Thị Hà. Và Hà thật sự rất tâm đắc với quỹ học bổng này bởi vì nó như một nguồn sức mạnh đem đến với những bạn học sinh nghèo khó khăn hay là những bạn mà có cái tự ti trong cuộc sống về điều kiện hoàn cảnh của mình. Và Hà mong là cái quỹ học bổng này cũng như là câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm sẽ là một nguồn suối mát dẫn những nguồn nước thật là trong lành đến những vùng đất khô cằn
để đánh thức những mầm xanh vươn lên trong nghịch cảnh. Các bạn hoa hậu đồng thời cũng là chủ tịch danh dự của câu lạc bộ. Vâng, anh tin rằng với những cái trải nghiệm mà các bạn đã có và những hành trình các bạn đã đi thì trong tương lai câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều dự án lớn hơn nữa và sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho cái cuộc sống xung quanh. Vâng, thưa quý vị.